Hôm nay làm gì đây? Hôm nay mình sẽ làm một cái tutorial hướng dẫn các bạn dựng phim. Edit clip cho các bạn mới thích thích cái edit clip. Mấy ông pro rồi. Đi vô hát chơi nha, đừng vô đây chọi đá, má úp đầu chết. Sau đây là tiết mục edit clip bắt đầu. Điều đầu tiên là phải mở cái Premiere lên, nó nãy có cái hình miếng băng vệ sinh hút khô đất luôn. Cái điều đầu tiên là các bạn khi mà chưa có cái project gì đó, thì mình sẽ tạo một cái new project, thì mình đặt tên cho nó, cái này là A B C ấy, xong rồi chọn cái vị trí lưu cho nó. Khi mà các bạn chọn cái folder lưu cho cái project này á, thì tất cả các thao tác gì đó thì các bạn của các bạn nó nằm trong cái folder đó luôn, mà khi copy đi chỗ khác máy khác làm thì vẫn được copy nguyên cái folder đó đi, với điều kiện là mấy cái sụt gốc, mấy cái sụt nguồn nó phải nằm ở đó nha. Tên vậy đi cho nó ngộ. Select rồi, máy có card màn hình thì chọn card màn hình UVA. Rồi cái này mình, cái này nó là hai cái từ viết tắt, một cái là digital video và một cái hai dimension video, còn cái này không biết cái gì, kệ đi. Rồi mấy cái này linh tinh lang tang này kệ nó luôn đi, đừng quan tâm nhiều quá. Thì khi mà mở lên thì các bạn sẽ có cái giao diện editing hoặc là cái giao diện gì đó mặc định của nó không biết, nhưng mà đây mình quen xài cái giao diện của mình rồi. Điều đầu tiên có nhiều cách để import sụt, thì khi các bạn làm các bạn có thể kéo tất cả các tab này đi đâu cũng được. Rồi mình sẽ import cái sụt kia vô, có nhiều cách import, nhấp đúp vô đây hoặc là Ctrl Y hoặc là cầm nguyên cái folder này ném vô đây, ví dụ như folder này ném vô, xong rồi nhạc đây quất vô ném vô. Có nhiều cách để tạo một cái, tiếp theo là tạo một cái sạc win, thì nó sẽ như thế này, các bạn vào file và ở trong file nó có new và vào cái sạc win rồi Ctrl N đó, còn không thì các bạn cứ cầm cái sụt này đáp xuống thì nó cũng ra cho bạn một cái sạc win đúng với cái setting. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái đáp xuống trước đi. Thôi cái số 1 này gớm lắm, chẳng nhớ cái bà đi đáp xuống lấy cái info thông số ấy. Đó, thì các bạn đáp xuống đây thì nó sẽ là cái của nó quay tới 120 frame trên giây luôn, full HD marking hình chỉ nặng đó, đó là cái thông số của clip đó. Rồi cách thứ hai nữa là các bạn Ctrl N giống như nãy đó, và các bạn chọn trong này thì cách an toàn nhất không, nếu bạn có thể chọn bấm mới. Rồi ok, không quên đặt tên cho cái sequin chứ. Ví dụ như đây là cái phần đặt tên nè, ví dụ 1, 2, 3, 4 gì đó, tức là ở trong một cái project của các bạn có thể tạo được một n cái sequin, chứ đừng có làm theo kiểu là cứ một clip là một project, nó rất là rối. Ví dụ như tất cả các clip bạn dựng nó liên quan đến một cái sụt nguồn, một cái folder mà bạn quay, thì nghĩ lên để tạo một project và tạo nhiều sequin trong đó.
Screen nó giống như kiểu là những cái project cho nhỏ 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 trong nó trong một cái project tổng thôi. Rồi cái mà cái bàn tạo như vậy á, thì cái bàn kéo file vào thì nó cũng là giữ nguyên cái setting của bạn hay là đổi cái setting. Thì ví dụ như các bạn giữ nguyên cái setting của bạn thì nó vẫn là 120 frame. Đấy vậy thôi, đổi thì nó sẽ là 30 frame. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái này. Đầu tiên là ném nhạc vô, và đây là cái cách mà để sắp xếp mấy cái folder nè. Ví dụ như đây là set win nè, thì tất cả các file set win các bạn dục vô trong này để khi mà lục lại tìm tìm lại thì nó sẽ dễ hơn, cứ nắm nó xong rồi nhấn vô. Đây là win 101 ABC. Rồi đầu tiên của các bạn là thảy nhạc vô, nhấp đúc đúc vô cái khung này để nhìn thấy được cái waveform, hình như là cái waveform má tiếng Anh cùi lắm, đọc để không chính xác. Trong này bây giờ mình làm việc ở timeline trước nha, thì nó có cách, có nhiều cách để thảy nhạc, cho nhạc vào bạn có thể nhấp đúp vào nhạc thì nó hiện vào ôn này, và bạn kéo xuống đây. Ví dụ như hiện vào ôn này thì mình sẽ có được một cái là tự nhiên cái nó mở ở đâu đây, clear, nó sẽ cho bạn một cái nó bằng cộng trừ những cái phím tắt, cái debug của nó là cộng trừ to nhỏ. Về ví dụ như bạn sử dụng tay phải thì nên set cái keyboard shortcut cộng trừ qua 12 nó dễ hơn, rồi ER qua QW thì mình thấy nó thuận tiện hơn. Các bạn còn mình xài chuột tay trái nên mọi thứ cứ để đi vào Premiere nó sản xuất cho mấy ông xài chuột tay trái. Keyboard shortcut là control alt k đây. Đây, zoom in, zoom out. Rồi IO, mắt in, mắt out nè. Rồi CV. Cái phím CV này các bạn sử dụng rất là nhiều ở trong quá trình dựng. CV, cộng trừ, IO và control F. Nó đi tao đó. Đây là cách mình chọn nhạc, thì mình chọn đúng cái khúc nhạc mình dựng thôi, có lấy à, thì mình chọn cái khúc này. Ở đây là cái phần bạn đưa chuột nè, tất cả các hình trên này nó đều có một cái cái chức năng gì đó nó ẩn ở dưới, thì các bạn hãy đưa chuột vào đây. Ví dụ như đây là Dark Audio Only thì các bạn cầm xuống đây, thấy xuống đây cầm vô Dark nó vô. Rồi đây là mắt in nè, out nè, ER nè, go to in nè, rồi step back one frame nè, play nhấn back cho nó chạy đó, nó hiện lên phím tắt cho các bạn hết, insert cái quần què gì từ lưa đây hết. Rồi đây là cái âm thanh, thì các bạn sẽ nhìn thấy được là nó lên tới màu đỏ là các bạn nghe nó sẽ bị rè đó. Đang record vậy trời. Đang record.
Rồi, bây giờ là chuyện đầu tiên. Cái này dựng hồi bữa rồi giờ không nhớ sụt nào nữa, bây giờ đi lựa ha. Đầu tiên Có. đấy, mình phải đi coi làm thì cho nó kỹ vô chứ đừng có mà dạng như mì ăn liền, không làm thì thôi, làm thì cho nó kỹ vào. Có mấy cái cảnh mà mình nhớ là con nhỏ này nó hụp xuống xong rồi ấy bơi ra một mẹ thôi. Ê. Đấy này, đây đây, thấy rồi. Thì cảnh đầu tiên là mình chọn là cái này đây. Khi mà mình chọn á thì những cái mà clip nó kiểu như quay mà nó gọi là người quay và chỉ một người quay và một diễn viên thôi, thì các bạn nên, mình nghĩ là các bạn nên chọn theo hướng action, tức là bắt đầu và kết thúc của một cái shot bằng cái action của diễn viên hoặc là cái nhịp nhạc. Tí nữa mình sẽ chỉ cho bạn cái nhịp nhạc nó như thế nào. Đây cái action thì ví dụ như mình đưa nó đến đây, các bạn có thể nhấn qua phải qua trái để đi quanh quanh frame, rồi hoặc là nhấn space cho nó chạy, hoặc là đá chuột đầy, ví dụ như đây mình sẽ chọn cái này. Rồi vừa mới ụp mặt xuống lấy ngắn thôi, rồi đáp video only, đưa nó vô đầu tiên luôn, nó sẽ được như thế này. Rồi thì mình sẽ kéo dài nó ra đây một xíu để cho nó đúng cái nhịp của cái nhạc, cái tiết tấu cái nhạc. Đây các bạn có thể nhìn thấy trên waveform cái biểu đồ nhạc, cái sóng nhạc của nó đó. Rồi xong cái đoạn đó thì sẽ là đoạn này, ông quay phim nào cũng quay rất là có tâm chứ cũng không có đến nỗi vừa mới ụp xuống không. Đây đưa ra xong lấy đúng khúc này thôi, đẩy xuống. Rồi mình sẽ playback coi như thế nào đó. Rồi chọi lên đúng không? Rồi đoạn này nó hơi ngắn một chút xíu, mình nghĩ là cho nó ra đây nè, hoặc là silo nó gì đó cho nó nhìn ok. Nếu silo thì các bạn mở rộng cái sụt này ra thì ở ngay đầu sụt hoặc cuối sụt nó có chữ FX thì chuột phải vào nó time remapping và nhấn vào speed. Và khi các bạn chọn cái đoạn time remapping là cái đoạn mà cần làm tốc độ của bạn, ví dụ như đây thì mình sẽ, nó vừa mới ập xuống đấy nè, thì mình sẽ chọn từ cái đoạn này, nhấn Ctrl và nhấp chuột vào cái đường mà các bạn cần, cái điểm mà các bạn đây các bạn thấy trên màn hình. Rồi và bạn kéo ra một xíu. Đây theo mình nghĩ là mình chỉ dừng lại tới đây và kéo hai cái điểm mát này lại. Rồi mình sẽ, đây mình sẽ kéo nó xuống, các bạn có thể nhìn thấy số nó chạy là cái phần trăm đó, 95%. Thì mình ở đây là nó quay đến 120 frame thì mình có thể giảm xuống đến 40%, hoặc là xuống miếng nữa mình cho nó ngộ ngộ. Rồi xong cái đoạn mở đầu, giờ cái đoạn trồi lên nè. Trồi lên đầu, nói chung cái này cũng không phải mình quay, mình nhận của khách trên dựng thôi nên nó cũng có cái phần nào đó nó không có biết ý là có cái sụt mà nó ngồi lên trời đâu ta. Đoạn đoạn này cũng ok đó, mình chỉ lấy đúng cái khúc này thôi. Rồi mình đáp video anh đi xuống vừa mình tới đây đó. Thì ở đoạn này các bạn có thể cho nhanh nè, rồi mình cũng là làm cái time remapping giống như hồi nãy và control và click vào cái điểm mà các bạn cần
slow motion. Từ như đây mình sẽ kéo ra, bắt đầu cái điểm slow motion của mình ở đây, thì để cho cái chuyển động nó được, cái slow nó mượt hơn, mình sẽ kéo xuống tới 30% đi, thì nó sẽ gần đúng cái điểm mà chuyển cái âm thanh nó chuyển. Từ từ thấy có thể kéo xuống 20% nữa, nhìn cho nó sexy. Xuống miếng nữa vẫn được, thì nó vẫn chưa bị stop motion, frame rất là dài. Thấy đây, khúc này là nó sẽ bị stop motion. Mình đang làm slow motion mà chuyển ra stop motion thì ngộ lắm luôn á. Nghĩ là để 20 thôi, và mình sẽ cho nó ở đây đến điểm này thôi. Hay số tiếp theo là cái cảnh nó bước lên, mình nghĩ là bước lên đây, có bước lên này. Ví dụ như action hồi nãy là đứng lên rồi phải không, cái này đứng lên tới đây thì mình sẽ lấy cái đây nè, kết thúc cái frame hồi nãy là đứng lên rồi đó, thì mình sẽ lấy từ cái đoạn này thôi, chọt vào cái ô nào thì nhấn play nó chạy vô đó. Đấy, đấy. Ôi trời ơi, nguyên cái đùi gà má ơi, để tôi mà thấy được, tôi nghe được, tôi nói cái này chắc chết, chắc chết tôi. Thì khi nó đang slow end frame trước nó đang slow, thì start frame sau, begin frame sau thì mình nghĩ nó cũng slow cho nó hợp lý. Thì bây giờ mình tiếp tục làm cái time remapping. Đây mình sẽ slow nó đến đoạn này, nhấn control và click vào cái điểm các bạn cần, nó trở về tốc độ normal. Ở đây hồi nãy nó là đang bầm 20, mình kéo xuống 20. Giờ coi đây, ở đoạn này thì nó cái đoạn nhạc ở đây nó chuẩn bị chuyển nè, thì mình nghĩ là các bạn nên chuyển nhạc ở cái chỗ, nên đưa cái action vào cái chỗ nhạc nó chuyển coi nè. Đây thôi, thì đưa cái action đó thì mình nghĩ là thế này. Đây thì mình sẽ slow đến đây thôi, để cho nó đúng với cái nhịp nhạc được chuyển. Và cái sụt sau nữa, còn cái sụt nữa vui lắm. Đây. Ôi ôi giờ mới bao dáng mới hợp với dựng. Đây có một cái sụp mà chụp lấy sản phẩm mà tôi nói tôi nhìn cái kém lắm đi. Vô men, chụp 3, 2, 1, bước lên chụp. Chụp lấy. Thì các bạn bật lấy được cái đoạn này. Rồi. Nó hơi nghiêng đúng không? Cái đó là nhỏ này nó bước lên bờ rồi, thì mình cho nó bước lên luôn, mình lấy từ cái đoạn nó bước lên. Rồi, tới đây. Ok. Tới đây thôi. Thì đoạn này mình chỉ lấy đúng cái đoạn chụp thôi, nó đã bước lên bờ rồi. Ủa sao mà cái đoạn lấy sản phẩm thì xấu dữ ta, mới là có cái sụp đẹp mà. Đây
đời. Đấy, khi mà nó chụp lấy đến đây thì mình nghĩ là đó, thì cái action của diễn viên nãy ban đầu mình nói là các bạn nên follow theo cái action của diễn viên và nhịp nhạc, thì ở đây các bạn coi thì các bạn nếu nó chưa đúng các bạn có thể nhấn Alt và qua phải qua trái, nó sẽ đi one frame cho các bạn để cho nó đúng. Rồi đoạn này mình để mà sản phẩm lên tới đây. Ok, thử cắt nó lên đây coi sao, làm thử thôi chứ. Rồi xong bên nó phải không, nó sẽ có một cái đoạn xịt xịt mà nó xấu quá và mình sẽ cho nó tích kết thúc ở đây đi. Rồi, ở đây thì mình lấy ở đây cắt ở đây rồi, thử nó xuống. Còn cái đoạn sệt sệt nữa, chán lắm, không thể tôi vô. Rồi, cho một cái đoạn sệt sệt nó vô đi cho nó đầy frame. Rồi cho nó đa dạng, nhưng mà nó hơi xấu. Thì, đây nè. Mình sẽ lấy ra đây. Rồi phút ra một cái được rồi. À, mình nghĩ là cái này các bạn nên nhấn R, nhấn R thay vì mình chọn cái theme remapping thì mình nhấn R, mình kéo hết cái sụp đó ra, xì lô hết cái sụp này luôn. 23.56%. Như vậy thì người xem sẽ chờ hơi lâu, các bạn nhấn V thì em về và cắt một xíu. Đến đây kéo ra. Rồi. Rồi, đến đoạn chuyển nhạc này thì các bạn hạ tempo xuống và nhấn Ctrl và chọc vào cái điểm đó để cho nó hiện lên một cái cục và kéo nó xuống và nó sẽ fade out cái âm thanh. Rồi, trở lại. Rồi, bây giờ cái đoạn này nó hơi nghiêng đúng không? Mình sẽ vào Effect Control và mình sẽ xoay nó. Cái này là xoay 2, cộng 2. Vẫn nghiêng. À, rồi hết nghiêng rồi thì khi các bạn xoay thì nó sẽ có viền đen, thì các bạn scale tức là zoom lên khoảng 105 đó. Tịt. Rồi xong. Rồi, các bạn sẽ coi lại cái phần này là 16 giây 19 và các bạn muốn làm 15 giây, ok, nó rất là dễ. Cắt bớt đi mấy phần thừa thừa, ví dụ như đây, ví dụ như đoạn này mình sẽ tăng speed nó lên bằng cách nhấn R và kéo nó vào và V chọc vào đây, ripple delete nó, bạn chọc vào nhấn delete cũng được. Đây, 16 giây 14. Rồi, đoạn này cũng có thể cắt luôn. Sẽ cắt ở đây.
Rồi mình về nguyên cái đống sụt này vô. Oh no. Rồi delete nó. Rồi các bạn khi mà các bạn làm như vậy thì nhớ sắp xếp lại cái tremble, cái chuyển nhạc này. Đây, nó sẽ bị chuyển sai một chút xíu ở chỗ này. Thì mình sẽ kéo nó ra một xíu để chỉnh lại chỗ này. Rồi còn một giây nữa thôi là nó sẽ ra 15 giây. Đây các bạn đưa ra đây, ra bắt đầu từ đoạn này đi, mình sẽ tăng speed nó lên bằng cách time remapping để cho nó mượt mà khung hình đó mà. À, nãy giờ nó làm sàm nhiều quá. Thôi mình sẽ end ở cái phần time remapping ngay chỗ mà sản phẩm nó nét lên, vì cái đoạn đó là cái đoạn thừa, nó cũng chả liên quan khi khô gì hết. Các bạn có thể kéo vào đây hoặc kéo sát rồi nâng speed lên. Rồi, mấy giây hả? 15 giây hả? 3. Rồi, tăng lên miếng nữa. Mấy giây hả? 15 giây 18. Miếng nữa 12. Má, nhiều nhiều nữa coi. Rồi, 15 giây 07. Miếng nữa. Hết rồi đó. Hey, mình phải kéo cái này ra để thả cái này vô đây cho nó fade out âm thanh. Nhưng các bạn làm từ từ nó sẽ quen chứ nó không có gì khó hết. Một bước không thể thành lên mây được đâu, mình phải bước nhiều bước nên cứ đi từ từ. Ai khởi đầu ai cũng được. Đó, ví dụ như ở đây thì đến cái đoạn này các bạn sẽ end frame và các bạn làm text rồi slow text rồi animation gì đó tè le tè lưa ra, thì cái đó là tùy các bạn thôi. Nếu mà làm muốn làm nữa thì nhớ theo dõi những số sau, thì mình sẽ làm những cái essential graphic simple, mấy cái đơn giản thôi. Nói chung học cái này nó cũng hay, làm cho vui và cũng có thể đi kiếm tiền, nhưng mà đủ nó đừng có phá giá nha mấy ông. Rồi bây giờ mình sẽ playback lại. Thì ở cái clip này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn nhanh những cái thao tác gọi là edit thôi, thả sụt, cắt gọt thôi, chưa có về màu sắc. Màu sắc thì nó liên quan đến Photoshop nữa các bạn. Khi mà các bạn làm Photoshop mà làm bên nó dạng như camera raw, một dạng của Lightroom, một bản camera raw thì nó tương tự Lightroom. Thì khi mà các bạn làm cái Photoshop ok rồi, làm về màu sắc ok rồi, thì mình sẽ tiếp tục bước đến bước 2, gọi là làm màu cho nó, nhộp màu cho nó ở cái phần Lumetri Color này nè. Đấy, nó như Lightroom thôi, nó không có cái kỹ khô gì khó đâu, vấn đề là mình có làm được hay không thôi. Rồi nha, bây giờ mình sẽ playback lại một phần nữa. Rồi coi, yeah, vô mở không. Xem vào số tới của mình nha. Số tới sẽ là cái gì đây? Hứng lên thì mình làm thôi. Còn cách ít bọt chưa chạy đâu. Để số tới câu view mà. Ha hi hi.